Ngày 18 tháng 7 năm 2023, hãng Hyundai đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Santa Fe thế hệ mới. Chẳng bao lâu sau đó, những hình ảnh chụp thực tế của Hyundai Santa Fe 2024 trên đường phố Hàn Quốc cũng được lan truyền. Khi xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc, những chiếc xe này không được ngụy trang như trước. Nhờ đó, chúng ta có thể ngắm thiết kế bằng xương bằng thịt của Hyundai Santa Fe 2024. Sau khi xem những hình ảnh này, nhiều người đã dồn sự chú ý vào khu vực phía sau của Hyundai Santa Fe thế hệ mới. Đây cũng là khu vực bị chê tơi tả của mẫu crossover hạng trung này. Theo nhận xét của nhiều người, thiết kế phía sau của Hyundai Santa Fe 2024 gợi liên tưởng đến phần đầu kéo của xe container. Có người lại nhận xét khu vực này giống đầu tàu hỏa, đuôi xe chở tiền hoặc xe khách. Ở khu vực đuôi xe, Hyundai Santa Fe 2024 được trang bị kính chắn gió cỡ lớn, cũng như cửa cốp thẳng đứng và bằng phẳng trên cửa cốp còn có logo 2D của hãng Hyundai và tem chữ nổi Santa Fe. Trong khi đó, cụm đèn hậu LED với tạo hình chữ H bên trong được đặt thấp bên dưới. Nằm giữa hai đèn hậu mới là ốp màu đen bóng. Ngoài ra, mẫu crossover hạng trung này còn có hai giải đèn mỏng nằm, trên cản sau sơn màu đen và một đầu ống xả hình thang. Theo hãng Hyundai, khu vực phía sau của Santa Fe mới được thiết kế đơn giản hơn đầu xe nhằm tạo sự cân bằng cho ngoại hình. Trong khi đó, khu vực đầu xe có thiết kế ấn tượng với giải đèn led định vị ban ngày dlg và cản trước tạo hình chữ h giải đèn dlg còn chia lưới tản nhiệt và cụm đèn pha thành hai tầng tiếp đến là khe gió hẹp ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm hình chữ nhật cỡ lớn trên cản trước riêng logo của hãng hyundai đã được chuyển lên nắp capo thay vì nằm bên trong lưới tản nhiệt Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế ngoại thất của Hyundai Santa Fe 2024 chính là hốc bánh góc cạnh và nổi bật hơn trước, chứa bộ vành có đường kính lên đến 21 in. Khu vực sườn xe của mẫu crossover này được thiết kế khá thẳng thớm với các cột sơn đen, kính cửa sổ lớn và ba gờ nóc mới. Hiện hãng Hyundai chưa công bố kích thước của Santa Fe mới. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp khu vực sườn xe, có thể đoán mẫu crossover này đã tăng mạnh về mặt kích thước so với trước. Điều này cũng đã được ông Sang giáp ly. Giám đốc trung tâm thiết kế toàn cầu của Hyundai xác nhận: Với chiều dài cơ sở lớn hơn, nội thất và khoang hành lý rộng rãi, Santa Fe mới mang đến sự đa dụng cũng như trải nghiệm khách hàng cao cấp hơn bao giờ hết. Ông Lee cho biết. Bước vào bên trong Hyundai Santa Fe 2024, người dùng sẽ được chào đón bằng không gian nội thất rộng rãi hơn và có thiết kế tinh tế. Tương tự ngoại thất, tạo hình chữ H cũng xuất hiện bên trong nội thất, thể hiện rõ qua khu vực mặt táp lô. Thiết kế này cộng với cách phối màu sáng mang đến cảm giác thoáng đãng hơn cho không gian bên trong xe. Bên cạnh đó là chất liệu da mềm mại, gỗ ốp sang trọng và màn hình cong đặt nổi trên mặt táp lô. Trang bị này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 in. Ngoài ra, nội thất của Hyundai Santa Fe 2024 có một số chi tiết giống với Grandu thế hệ mới, như vô lăng và màn hình chỉnh điều hòa bên dưới. Trên vô lăng của xe xuất hiện 4 dấu chấm vốn là mã Morse của chữ H thay cho logo Hyundai. Những trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm cần số điện tử mới nằm phía sau vô lăng, hệ thống âm thanh Bose và hai sạc điện thoại không dây. Đáng tiếc là thông tin về động cơ của mẫu xe này chưa được hé lộ. Theo thông tin dò dỉ, Hyundai Santa FE 2024 sẽ có 4 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng GDI 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.5 lít, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Thứ hai là hệ chuyển động Hybrid, HEV, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.6 lít, motor điện và hộp số tự động 6 cấp. Thứ ba là động cơ xăng GDI 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5 lít, đi với hộp số tự động 8 cấp. Cả ba tùy chọn động cơ này đều chỉ kết hợp với hệ dẫn động một cầu. Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid, PHEV, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.6 lít, motor điện và hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản PHEV của xe sẽ có hệ dẫn động bốn bánh 4WD và nhiều khả năng dành cho thị trường châu Âu. Theo kế hoạch, Hyundai Santa Fe thế hệ mới sẽ chính thức trình làng vào tháng 8 tới đây. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.